Nhắc đến Trà Vinh, người ta nhớ ngay tới thành phố với những hàng cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi, làm nên một đô thị xanh giữa đồng bằng. Trà Vinh còn là miền duyên hải có bờ biển dài 65 km. Trong hành trình về quê biển Trà Vinh, chúng tôi mang theo câu hỏi, có màu xanh nào làm dịu đi sự khắc nghiệt ở nơi đầy nắng gió của miền duyên hải này? Và tại huyện Cầu Ngang, chúng tôi đã có lời giải đáp đầu tiên. Quý khán giả thân mến, chúng tôi đang bước đi trong khuôn viên của ngôi chùa Thlốt hay còn gọi là chùa Hòa Lục, một trong những ngôi chùa có trồng nhiều cây xanh nhất của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Và cũng từ đây, chúng tôi xin được bắt đầu câu chuyện về màu xanh trên quê biển Trà Vinh. Chùa Thlốt tọa lạc trong khuôn viên có diện tích gần 4 hectare. Ngôi chùa có ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống tâm linh, nơi bảo tồn giá trị văn hóa và cũng là điểm tựa tinh thần cho gần 700 gia đình Phật tử Khmer thuộc xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang. Hơn 10 năm nay, chùa Thlốt luôn gương mẫu trong thực hiện tôn chỉ, gìn giữ màu xanh ở chốn tôn nghiêm. Với vai trò là sư cả thì sư đã có những cái nỗ lực như thế nào trong cái việc mà duy trì cũng như là phát triển cái cây xanh ở cái khuôn viên chùa mình ạ? Tại vì chùa chủ yếu mình trồng thêm cây xanh chứ mình không có bán cây. Mỗi năm thì có 2-3 đợt để sư dẫn động Phật tử băng bằng tỉ chứ tăng để có ngày mình trồng cây thêm. Ở đây thì mình chọn những cái loại cây nào để mình trồng thêm ạ? Trồng đất của chùa thì nó xâm nhập mặn. Chủ yếu thì mình trồng cây dầu, hai là cây sao, với một số cây như cây tha la, cây bồ đề, cây thốt nốt và mình chăm sóc cho nó có cảnh quan đẹp vậy đó, và chủ yếu nó thích hợp với đất. Theo quan niệm của người Khmer, thì cây cổ thụ là nơi ở của thần, nơi trú ngụ linh hồn của người quá cố. Cây xanh không chỉ làm tăng vẻ uy nghiêm của ngôi chùa, mà còn mang lại cho chư tăng Phật tử cảm giác tĩnh lặng, yên bình. Việc trồng cây xanh là cách để nhà chùa gìn giữ nét đẹp truyền thống trong đời sống của đồng bào dân tộc. Mình không có trồng cây xanh để bảo vệ cái môi trường, thấy nó khô cằn, thấy thiếu bảo vệ trang nghiêm. Vậy chúng tôi vừa trồng vừa bảo vệ cây trồng của mình để tạo cái môi trường xanh cho ngôi chùa. Cây xanh này tạo cái bóng mát, tạo cái không khí cho mình. Mình mệt mỏi, mình đi ngồi ở dưới cây, gốc cây là mình thấy là nó nhẹ nhục, là thấy nó mát mẻ, là nó khỏe trong người. Tự mình cải thiện cái tâm của mình lại để làm sao mình đi đúng cái đường đó làm tốt. Cây xanh còn gắn với sinh kế, với sự sống của cư dân miền biển. Thăm biển Mỹ Long của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, nơi đoạn cuối dòng Cổ Chiên đổ ra biển qua cửa Cung Hầu. Màu xanh mút ngàn của rừng bần đủ mang lại cảm giác tươi mới, đầy hứng khởi. Nhưng câu chuyện về người quyết lòng giữ lấy màu xanh cho đê biển Mỹ Long mới thật nhiều cảm xúc lay động lòng người. Cách đây hơn 30 năm thì đê biển Mỹ Long của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đứng trước nguy cơ bị sạt lở hoàn toàn. Tình trạng sạt lở này còn trực tiếp đe dọa đến vùng sản xuất và nơi ở của bà con tại đây. Sự xuất hiện của rừng bần với diện tích hơn 100 hectare đã giúp Mỹ Long thoát khỏi tình trạng mất đê biển mà còn mở rộng được diện tích và mang lại sinh kế cho nhiều bà con địa phương. Mỗi khi nhớ đến điều kỳ diệu này thì người ta không quên nhắc đến một người được bà con Mỹ Long thân thương gọi là ông Năm Rừng Bần. Và hôm nay thì chúng tôi hân hạnh được cùng ông Năm Rừng Bần có mặt tại rừng bần đê biển Mỹ Long để nhắc nhớ câu chuyện của hơn 30 năm trước. Thưa chú, vì sao mà ngày trước chú nhận trách nhiệm là đưa cây bần về đây để chống sạt lở cho đê biển Mỹ Long này ạ? Trước đây tôi là phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp. Trước năm 90 thì tỉnh Thái Bình kết nghĩa Trà Vinh nó đắp cái đê đó thì gọi là đê Thái Bình. Nhưng mà trong vòng 1-2 năm thì sóng nó quánh dở lên cả đê Thái Bình tiêu tan hết. Thì ủy ban phân công tôi ra nghiên cứu lại cái tình hình thực tế. Ban đầu là tôi đi sang Cà Mau mua cả hàng triệu cây nước về tôi trồng mà không thành công. Tôi thuê người ta đi nhổ bần con,
nghĩa là 5-6 tháng trồng trong vòng có 4-5 ngày là xong 17.000 cây. Nước rong tới, nó cuốn qua 2 đêm, cuốn sạch sẽ hết. Rõ ràng là chú không nản chí và phải có một cách gì đó thì hôm nay chúng ta mới có cái rừng bằng như thế này, đúng không chú? Lúc đó thất bại, tôi có về báo cáo với ủy ban thì mấy anh gần 50% người ta không đồng tình trồng tiếp. Rồi cũng có cho đồng chí là phải cương quyết nghiên cứu. Vì ủy ban mới thôi là các đồng chí cứ làm thử. Thì tôi mới ra tôi đào một cái gốc bằng cỡ tuổi chừng khoảng 1.5 năm. Đứng bề ngang 5 tấc vuông vậy rồi bỏ vô cái chậu, cái bội. Cái bội. Rồi đem trở ghe trở về đây rồi mình trồng. Sống bánh vô cát nó lắp lại bằng thành cái bằng nó sống. Trồng 500 cây trong vòng 1 tháng thấy nó phát triển tốt. Bắt đầu mở rộng quy mô. Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông Năm rừng bần vẫn nhớ như in tháng ngày cùng bà con Mỹ Long trải bao buồn vui, gắn bó bên nhau, giữ màu xanh cho đê biển. Những vất vả ngày ấy đã được đáp đền xứng đáng. Để giờ đây, mỗi lần trở lại chốn xưa, ông Năm lại cảm thấy hạnh phúc, dâng trào trong niềm xúc động bồi hồi. Cây bần không chỉ bén rễ vươn xa, giữ đất, chắn gió, bảo vệ đê biển Mỹ Long, mà còn tiếp tục đồng hành cùng con người, phủ xanh những dải cù lao rộng lớn, được bà con cầu ngang quen gọi là cồn. Sự hiện diện của cây bần trên cồn nạn như thêm một minh chứng cho thấy loài cây cũng biết trả ơn người, đã hết lòng yêu quý, dày công chăm sóc, giữ gìn. Mang tên cồn nạn vì cồn có hình như một chiếc ná. Diện tích cồn, kể cả phần chưa nhô khỏi mặt nước, khoảng 3.000 hectare. Rừng bần cồn nạn rộng hơn 500 hectare, được hình thành bởi công sức của bao người. Trước đây thì cái cồn nó mới nổi lên, thì bên hậu cần công an mới xuống, mới dựng chòi để nuôi cái bãi nghêu. Thấy cái có một số bần nó mọc lên mà nó sống được. Thì từ đó thì mới trồng thêm 70 hectare. Thì sau này bên ngành kiểm lâm mới trồng thêm 500 hectare. Việc mình phát triển cái rừng bần ở đê biển của Mỹ Long á, trải qua rất là nhiều cái gian nan. Ở đây mình có phải gặp những cái khó khăn như thế không ạ? Trước đây mình nghĩ bần thì nó cũng dễ trồng. Cây nhỏ mà mới trồng thì nó sống. Nhưng mà qua cái mùa chướng, mùa nước mặn lại á, thì cái cây bần nó bị cái con hào nó bám, nó chết. Cái sau này mới rút kinh nghiệm dần dần, thì mới trồng nó lại cái cây có cái chiều cao, nó cao phải từ 1.5 đến 2 mét. Từ đó nó mới trồng, nó đạt kết quả như bây giờ. Gây dựng rừng bần trên đất cồn đã khó, việc giữ màu xanh của rừng càng không đơn giản. Lực lượng kiểm lâm đã phát huy vai trò bảo vệ rừng của những ngư dân này. Ngày ngày cần mẫn mưu sinh dưới tán rừng, hơn ai hết, những người như ông Nguyễn Thanh Tiền hiểu rõ nguồn lợi mà rừng ngập mặn mang lại. Bao năm nay, rừng bần là nguồn sống của rất nhiều bà con ở xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long. Trồng bần này có cua con nó vô, nó trú, nó lớn, thì mình mới đặt rập này mình bắt được nó. Cá tép cũng vậy, nó cũng vô trong rừng, nó dựa trong rừng, nó sinh sống à. Đặt rập ở trong rừng á, thì một người mà đặt được. Cũng gió rồi vô trong này núp, rồi trong này làm cũng vẫn được. Rừng giống như ngôi nhà chung của ngư dân. Ngày cũng như đêm, bà con gắn bó với rừng. Ngư dân biết rõ từng luồng lạch trong rừng, tận tường từng con nước lớn ròng. Và có lẽ chỉ rừng mới hiểu bà con siêng năng, vất vả dường nào. Để được tham gia công việc đổ rập, chưa tới 5 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở rừng bần cồn nạn. Thời điểm ấy, nước đã rút cạn. Như vậy, hôm nay vừa quá nửa đêm, bà con đã phải thức dậy đổ rập nhằm tránh không cho lũ chuột chui vào rập ăn cá, phá lưới. Chúng tôi may mắn được tháp tùng cùng anh Lê Văn Quán, vì anh vẫn còn một số rập chờ nước lên mới đổ. Rập này mình đặt trong thời gian bao lâu thì mình mới đổ anh? Theo mà nước ngâm thì được 7-8 tiếng, còn đổ cạn thì 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. Anh làm cái nghề đổ rập này được bao lâu rồi? 8-9 năm. Đặt rập ở trong luồng lạch của rừng bần này thì nó hiệu quả hơn là làm ở ngoài như thế nào anh? Dạ, ví dụ như ở ngoài chỉ có 100 mà mình đặt luồng hơn 500 ngàn.
ngày ít nhất cũng 500 ngàn ha anh Quán ha? Nhất cũng khoảng 500. Dạ, nhưng mà nhiều nhất là được bao nhiêu? Nhiều nhất thì được khi 2-3 triệu có. Việc cùng mưu sinh dưới tán rừng cũng khiến những bà con đánh bắt thủy sản xích lại gần nhau, biết yêu thương, san sẻ khó khăn với nhau. Từ nhiều năm nay, hai gia đình, một ở thị trấn Mỹ Long, Trà Vinh và một đến từ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã trở nên thân thiết vì hai người chồng cùng đánh bắt trong rừng bần cồn nạn. Sự hào phóng của rừng cũng hình thành ở những ngư dân này nếp nghĩ phóng khoáng, nhân hậu và lòng biết ơn chân thành. Cuộc mưu sinh phải chăng vì thế cũng bớt phần vất vả. Em làm rồi yêu mến cái rừng bằng này, em không có bỏ được. Nhờ trồng được cái rừng bằng này cho nên em cũng vô làm, thì cuộc sống em nó cũng ổn định hơn. Thì những cái người phương xa lại thì nói chung em rất là quý mến. Cho nên thấy người ta cũng cực khổ, người ta mới bước xuống đây người ta làm. Rồi cho nên em không có tranh giành, nhiều dắt anh em vô làm chung với tụi em vậy đó. Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu vì sao bà con miền Duyên Hải Trà Vinh không gọi bần bằng cái tên rất đẹp là thủy liễu. Bởi vẫn cứ mộc mạc là bần mà xanh hết mình cho cuộc sống và viết nên những câu chuyện tình người ấm áp. Chuyến rong ruổi ở cồn nạn tưởng đủ khiến chúng tôi yêu quý cây bần, nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với người gom lá bần khô ở đê biển Mỹ Long càng khiến câu chuyện về bần đông đầy cảm xúc. Từ đâu mà mình có cái ý tưởng là mình gom mấy cái nhánh với cái lá bần này để làm phân bán hả cô Sáu? Cô thấy người ta hốt rồi ta cũng ủ. Thôi giờ mình hốt mình để đây. À, mấy người ta cái mối á, ta mua, ta đem ta đi đổ cho mấy chỗ trồng kiểng, trồng bông, trồng này kia kia nọ vậy đó. Vậy là cô Sáu làm cái công việc này được bao nhiêu năm rồi, thu nhập có đỡ không cô? Tính ra chắc khoảng 4 năm rồi, bình quân một tháng chắc được 3 triệu ạ. Nó không vất vả gì mấy mà điều mình tính ra bằng vậy là mình làm sạch biển đồ. Trồng bằng này tới bây giờ là có lợi cho nhân dân biết bao nhiêu. Dạ. Lớp nào củi. Rồi cái này nè cũng không bỏ nữa nha. Dạ. Cái này là cũng ta cũng mua, ta nấu rượu nữa nè. Thấy cái gì cũng có lợi hết trơn. Rồi lá bằng thì cô Sáu để làm phân. Không có cái gì mà bỏ trơn á. Bần là loài cây dễ tính, có thể sống ở cả ba môi trường: nước ngọt, lợ và mặn. Nhưng bần chỉ phát triển thành rừng, chở che, nâng đỡ những phận người và cho đời mật ngọt khi được hết lòng nâng niu gìn giữ. Câu chuyện của bần, chuyện giữ màu xanh trên quê biển, càng khiến chúng tôi muốn tìm hiểu con người nơi miền biển Trà Vinh còn biết nương tựa vào thiên nhiên, sống thuận thiên như thế nào để làm giàu trên vùng đất duyên hải quê mình. Xin gặp lại quý khán giả ở tập tiếp theo của ký sự về quê biển Trà Vinh.